Thưa quý vị, hiện nay Hội Người Mù quận Thanh Khê có hơn 70 hội viên, đa số là phụ nữ, người già yếu, mắc các bệnh hiểm nghèo, chỉ có số ít hội viên có việc làm. Vì vậy, để tạo điều kiện cho người khiếm thị cải thiện đời sống, hội đã có nhiều hoạt động phong trào nhằm góp một phần hỗ trợ về kinh tế. Tuy nhiên, để hội viên khiếm thị thoát nghèo, vượt lên nghịch cảnh, vẫn cần có sự quan tâm, giúp sức của cộng đồng và xã hội. Vốn sở hữu đôi mắt sáng, nhưng không may chị Nguyễn Thị Hồng mắc bệnh về mắt và mất dần thị lực. Biết hoàn cảnh gia đình chị là mẹ đơn thân, Hội Người Mù quận Thanh Khê tạo điều kiện giúp đỡ chị học lớp xoa bóp, bấm huyệt để có một nghề trang trải cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, năm vừa rồi chị hay tin mình mắc phải các bệnh hiểm nghèo, phải chống chọi với bệnh tật, đôi mắt của chị đã mất hoàn toàn thị lực. Hội Người Mù là đó là một cái nôi, một cái phao mà để nương vô để mà sống những ngày còn lại, đó là niềm vui. Em kêu thôi và cố gắng, bởi vì là trừ cô Quyên không có ai hết, mà trừ em mà nếu như mà em mà lỡ có chuyện chi mà đi thì hắn câu cút một mình tội. Không như chị Hồng, song hoàn cảnh của gia đình chị Tưởng Thị Ba cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng đều bị khiếm thị với mưu sinh bằng nghề bán vé số, thu nhập không ổn định. Năm 2017 thì nhờ em cũng xảy ra trái rồi em phường quan tâm giúp đỡ cho em được 50 triệu. Em xây là cái nhà vì nhà nó chặt hẹp quá. Rồi em cũng mượn thêm bạn bè rồi vay thêm ở ngân hàng xóa đói giảm nghèo á. Em vay nên năm được 5 năm rồi mà nói chung thì cũng trả chưa hết nợ. Trường hợp của chị Hồng và chị Ba đều được Hội Người Mù quận Thanh Khê quan tâm, hỗ trợ thường xuyên trong các dịp lễ Tết. Đặc biệt những năm qua, hội thường xuyên khảo sát, thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của hội viên để kịp thời có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tổ chức nhiều phong trào như đưa hồi đất, mô hình ba sạch để gây quỹ, tặng quà cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn, góp vốn quay vòng tạo điều kiện cho hội viên làm kinh tế. Từ đó tạo nguồn động lực giúp các chị em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các cái mô hình hoạt động của hội là cái chương trình nhiệm vụ phải làm. Bên cạnh đó là hội cũng rất là mong muốn có những nhà từ thiện, có những tổ chức nhân đạo cũng thường tham hội, ghé tham hội để hội có cái điều kiện để có một cái để điều kiện để chăm sóc cho tất cả hội viên của hội, và đặc biệt là những anh chị em hội viên có cái hoàn cảnh rất là khó khăn.